Sáng ngày 8 tháng 6 tại Bệnh viện Trung ương Huế, sức khỏe cả hai bệnh nhân vừa được các bác sĩ bệnh viện này ghép thận thành công đã dần bình phục. Giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, người hiến tạng cho hai bệnh nhân là một bệnh nhân nam 33 tuổi, trú tại Huế, không may mắc bệnh hiểm nghèo, mê sâu. Tình trạng bệnh rất nặng, tiên lượng tử vong. Dù các bác sĩ của bệnh viện đã tận lực điều trị tích cực, tuy nhiên diễn tiến lâm sàng của bệnh nhân không thay đổi trong quá trình hồi sức. Ngay sau đó, Hội đồng đánh giá chết não của bệnh viện tiến hành các xét nghiệm và đánh giá lâm sàng, xác định bệnh nhân đã chết não vào ngày 4 tháng 6. Sau giây phút xúc động, cúi đầu xin phép người chết não hiến tạng trước mổ của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế. Đúng 13 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6, ca phẫu thuật ghép thận cho hai người nhận, trong đó có một người là em họ người hiến tạng, đồng thời diễn ra, hiện tại sức khỏe đã ổn định. Cùng lúc đó, đội ngũ y bác sĩ sắp xếp chuẩn bị đưa người hiến về với gia đình. Giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp chia sẻ, đây là trường hợp hiến tạng sau khi chết não đầu tiên tại Huế và khu vực miền Trung Tây Nguyên đã xóa tan nỗi trăn trở trong suốt 21 năm qua. Hy vọng nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến sẽ góp phần thay đổi cách nhìn cũng như quan điểm về hiến tạng sau khi chết để những bệnh nhân suy tạng có thể được cứu sống nhiều hơn nữa. Bệnh viện Trung ương Huế xin được chân thành cảm tạ, tri ân người hiến tặng tạng và nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng.